Trong phiên tòa kéo dài một tháng bắt đầu từ 11 tháng 7, xét xử hơn 50 bị cáo về các tội liên quan tới hối lộ, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ trong chuyến bay giải cứu. Không có nạn nhân là những người dân và vấn đề đền bù cho họ không được nêu ra. Trong khi một số luật sư cho rằng người dân bị thiệt hại cần kiện dân sự hoặc tố cáo hình sự để đòi bồi thường. Hơn một tuần xét xử đã trôi qua, 54 bị cáo chủ yếu là cán bộ nhà nước, gồm cả một số quan chức cấp cao như cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và một cựu trợ lý của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đối diện với các mức án từ tù treo cho tới tử hình. Họ bị cáo buộc tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Phạm Trung Kiên, thư ký của một thứ trưởng y tế, bị công tố đánh giá là kẻ nhận hối lộ nhiều lần nhất, 253 lần, với số tiền 42,6 tỷ đồng, đang đối diện với bản án tử hình. Một số bị cáo nhận hối lộ số lớn và nhiều khả năng phải chịu án tù nặng là ông Vũ Anh Tuấn, một phó trưởng phòng thuộc Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Hương Lan, một cục trưởng thuộc Bộ Ngoại giao và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ba người này đã nhận hối lộ hơn 73 tỷ đồng và bị bên công tố đề nghị mức án từ 12 tới 20 năm tù mỗi người. Cho tới ngày xét xử thứ 8, không có bất kỳ ai xuất hiện với tư cách là nạn nhân bị thiệt hại, khiến cho một số luật sư cho rằng tòa chỉ đang xử lý các hành vi trái luật giữa các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay và các quan chức phê duyệt các chuyến bay đó. Luật sư Hà Huy Sơn. Đây là cái vấn đề dân sự, theo luật người nào kiện ấy, thì người đó phải cung cấp chứng cứ. Không biết thì họ phải nhờ luật sư để người ta tìm rằng là đấy là cái việc mà người ta bị chiếm đoạt cái hoặc là mua với cái giá không đúng. Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân kêu gọi 200.000 nạn nhân trong những chuyến bay giải cứu đó là những người bị móc túi trong thời điểm cực kỳ khốn quẫn COVID nên kiện tập thể chống lại chính phủ Việt Nam, gồm các tội như cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ Luật Hình sự, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 và tội cướp tài sản quy định tại Điều 168.